Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Xin chào mừng tất cả các bác đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Hôm nay em lại tiếp tục gửi đến các bác các dòng xe đạp và xả kho một chiếc xe đạp cực kỳ là hiện đại và cao cấp của Mỹ cho nhá. Vâng, ngay trên màn hình là một chiếc xe đạp tay đua thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, nằm trong top 3 của dòng xe đạp thể thao tốt nhất và hiện đại nhất thế giới, là dòng xe Specialized của Mỹ các bác nhá. Đây là một chiếc xe đến từ Nhật, nhưng mà cái này là xe tay đua sản xuất tại Mỹ. Vâng, sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Rất là cao cấp và hiện đại. Bộ chuyển động của xe là 105 Shimano Nhật 105, rất là đẳng cấp. Đây là xe đua các bác ạ. Vâng, đây xe đua đây các bác nhá. Xe đua, vâng, xe đua của các nhà đua Mỹ. Chất lượng tuyệt đối, vâng, chất lượng tuyệt đối. Chất lượng cao cấp, rất là đẳng cấp luôn. Vâng, khung của xe là khung hợp kim nhôm cao cấp của Specialized. Bền bỉ tương đương với các dòng xe carbon, khung carbon nha các bác nhá. Khung càng carbon, đây là khung càng nhôm. Vâng, khung càng nhôm, nhưng nó lại của Specialized. Lizard, vâng. Là dòng xe được chứng minh là dòng xe chất lượng bền bỉ, độ cứng độ bền của nó ngang tầm với khung càng carbon. Đấy. Rất là chất lượng cao nha các bác nhá. Dòng xe này là cực kỳ là nổi tiếng. Dáng cực chuẩn, vâng, rất đẹp. Vâng, xe này nguyên zin nguyên bản 100%, 100% nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Vâng, cái yên của nó thì zin yên nguyên bản của nó thì tiện tạm thời em đạp xe em sử dụng cái yên này cho nó êm. Vâng, yên nguyên bản của nó hiện tại vẫn còn đang tại kho của em nhá các bác nhá. Đấy, em tạm thời em thay tạm thời cái yên này để em sử dụng. Và bộ chuyển động Shimano 105 toàn bộ bằng pô tang ghi đông, khung càng là hợp kim nhôm cao cấp của Specialized Mỹ. Vâng. Đùi giò đĩa Shimano. Gạt đĩa Shimano Tira Nhật hết. Vâng, Shimano 105 ùi đề. Cao cấp, vâng. Và bộ 2 đĩa và 10 líp các bác nhá. 2 đĩa và 10 líp, vâng. 2 đĩa vừa 10 líp. Líp này là của Shimano đấy ạ. Vâng. Líp Shimano nhá các bác nhá. Khung vành của nó này, vành này. Vành hợp kim nhôm cao cấp này. Tâm inox tĩnh điện nhá. Tâm inox tĩnh điện và Meyer của hãng Acid Mỹ, vâng. Hãng Acid Mỹ, cao cấp Mỹ nhá. Vâng. Và bộ phanh vành của Acid Mỹ 2.0 cao cấp các bác ạ. Vâng, cực chất lượng luôn. Bóng nhoáng luôn các bác nhá, bóng nhoáng luôn. Hàng cực kỳ là cao cấp. Phanh vành trước đây ạ, vâng, cũng là của Acid Mỹ luôn. Hàng cao cấp Mỹ, các bác xem nhìn cái phanh vành nó đẳng cấp như thế này cơ mà. Phanh vành ngon như thế này cơ mà các bác ơi. Vâng. Đây là chỉ là những cái bụi thôi các bác. Các bác lau đi phát là trắng sáng luôn. Cao cấp, vâng, rất cao cấp. Lốp của Đức, vâng. Lốp của Đức nhá, vâng, lốp của Đức. Lốp là 700x25C. 700x25C các bác nhá. Rất là ngon luôn. Đi ngon lắm các bác ạ. Đi ngon lắm. Vâng, chiếc này sẽ đây các bác ơi. Xe sản xuất tại Mỹ các bác ạ. Vâng, xe sản xuất tại Mỹ luôn.
Vâng, chiếc xe Specialized tay đua này sẽ gửi đến tất cả anh chị em và tất cả các bác với giá thanh lý tròn là tròn 19.500. 19.500. Vâng, đã giảm giá rất nhiều rồi. Giảm giá, chiếc xe này giảm giá xả kho lỗ các bác ơi. Xả kho lỗ, cái này bên em lỗ 3 triệu một chiếc xe này. Và hiện tại là 19.500 các bác nhá. Rất chất lượng, vâng. Từng chi tiết đều rất chất lượng và là nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Nguyên zin nguyên bản của xe luôn các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản của xe từ những cái là dây phanh, dây thắng đề đây. Từ những cái phanh này, từ những con ốc này, đều là nguyên zin nguyên bản của xe hết nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản từng con ốc. Đây gọng nước đây các bác ơi, gọng nước đây. Gọng nước của xe luôn này. Đấy, nguyên zin nguyên bản từng con ốc luôn. Pê đan cá này. Đấy, pê đan cá của Shimano đấy các bác ơi. Pê đan cá của Shimano. Vành axit rất chất lượng luôn nhá các bác nhá. Có cái này để em lắp thêm cái chân trống vào. Xe thể thao là không có chân trống, chỉ lắp thêm thôi các bác nhá, cho nó tiện sử dụng. Vâng. Tiện sử dụng thôi các bác nhá. Vâng, chất lượng vô cùng luôn. Và đạp xe này đi đua sướng lắm. Đi đua sướng lắm các bác ạ. Đây chén của Specialized của Mỹ đây các bác nhá. Vâng, rất là ngon lành luôn. Đây là gọi là xe đua cao cấp của Mỹ.